Thùy Dương mến chào quý cô chú, anh chị em và các bạn. Trong cái video ngày hôm nay đó quý vị, Thùy Dương sẽ cho quý vị thấy một cái hình ảnh của người cảnh sát quốc gia. Người cảnh sát quốc gia có nghĩa là người cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa đó quý vị. Tại vì sao mà Thùy Dương phải làm những cái điều này? Thùy Dương làm để cho các bạn có thể qua cái bài chia sẻ của Thùy Dương đó, thì các bạn có thể nhìn thấy được cái hình ảnh của người cảnh sát quốc gia với cái hình ảnh của người công an Việt Nam ngày hôm nay như thế nào, để chúng ta có một cái nhìn đúng hơn về lịch sử, và từ đó anh chị phần nào chúng ta xóa đi cái sự tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Việt Nam, để rồi sau quý vị chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi. Tại vì cái lịch sử anh chị nó rất là quan trọng. Ngày xưa Thùy Dương ở trong Việt Nam thì Dương không có đam mê về lịch sử, nhưng mà sau khi mà Thùy Dương không còn ở Việt Nam nữa đó thì bắt đầu Thùy Dương mới bắt đầu tìm hiểu dần, và Thùy Dương thấy được cái sự khác biệt. Và khi Thùy Dương đi tìm hiểu lịch sử đó thì nó đã cho Thùy Dương rất là nhiều cái kiến thức. Những cái kiến thức đó đó nó làm cái nền tảng cho Thùy Dương để Thùy Dương biết được thật sự cái bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào. Nếu một ai đó hỏi Thùy Dương, Thùy Dương có luyến tiếc gì không, hay là Thùy Dương có một cái hy vọng, một cái mong chờ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thay đổi theo một cái hướng tốt hơn hay không, thì Thùy Dương nói với quý vị là không bao giờ. Tại vì cái Đảng Cộng sản Việt Nam anh chị, nó không phải là nó mới có thời gian là 5 năm, 10 năm, nhưng mà nó đã có từ rất là lâu rồi. Nếu mà nó đã thay đổi thì nó đã thay đổi từ lâu rồi, chứ nó không phải là nó kéo dài như đến ngày hôm nay, và mọi chuyện thì nó tiếp diễn theo một cái tình huống xấu hơn quý vị. Anh chị thấy rằng là từ năm 1930 đó, khi Hồ Chí Minh đưa cái Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa cái Đảng Cộng sản quốc tế về Việt Nam, thì cho đến ngày hôm nay là năm 2022 thì tình hình nhân quyền ở Việt Nam không có thay đổi. Nhưng mà may mắn là người miền Nam anh chị đã có 20 năm sống trong cái thể chế tự do. Nhưng mà cái thể chế tự do đó nó tốt như thế nào thì gần như tuổi trẻ Việt Nam, nhất là tuổi trẻ miền Nam đó anh chị, thì gần như là họ không có được biết. Chỉ có ông bà của họ, những người đã may mắn sinh ra lớn lên được giáo dục trong cái cuộc sống của đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, thì họ mới biết. Còn những cái lớp em cháu như là Thùy Dương sau này thì vừa sinh sau rồi vừa bị tuyên truyền lịch sử viết không đúng nữa, cho nên là gần như không biết gì hết. Vì vậy cho nên Thùy Dương muốn là giống như ôn cố tri tân, có nghĩa là mình muốn ôn lại những cái lịch sử của quá khứ để mà mình coi những gì nó xảy ra hiện tại, để chúng ta biết chúng ta có những cái gì đó chúng ta làm cho nó phù hợp nha quý vị. Chứ thật sự ra nói về cái quá khứ thì gần như là quý vị sẽ thấy nhàm chán. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được cái vai trò, cái sự ảnh hưởng không hề nhỏ của lịch sử vào trong mỗi chúng ta thì chúng ta sẽ không có thấy nó chán đâu quý vị. Và cái hình ảnh của người công an Việt Nam thì anh chị thấy nhiều rồi phải không? Chúng ta chán đó chứ gì. Hình ảnh của những người công an Việt Nam thì phần đông thì bụng bự, nặng nề, chậm chạp. Và trong cái video này quý vị cũng sẽ được nhìn thấy hình ảnh của người cảnh sát quốc gia luôn. Dưới thời Pháp Nhật đô hộ Việt Nam, họ đã dùng bộ máy an ninh phòng nhì là cơ quan tình báo quốc phòng của Pháp ở Việt Nam. Sở Liêm Phóng Đông Dương hay Sở Mật Thám Đông Dương là một cơ quan tình báo. Mật thám và an ninh của chính quyền liên bang Đông Dương hoạt động từ năm 1917 đến hết thời Pháp thuộc. Hiến binh của Nhật là đội quân cảnh của Nhật hoạt động từ năm 1881 đến năm 1945. Lực lượng giống công an của thực dân Pháp có nguồn gốc từ Gendarmeria, có nghĩa là người được vũ trang. Đây là một lực lượng quân sự hay là bán quân sự, có nhiệm vụ như cảnh sát thi hành công vụ. Những cơ quan trên cai trị ở Việt Nam không tôn trọng luật pháp, thường lộng hành, bắt người, đánh đập. Hà Nam danh giá nhất ông cò, trông thấy ai ai chẳng dám ho, Trần Tú Xương. Bởi lý do trên, người dân có thành kiến với cảnh sát giống như hiện nay dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Cảnh sát, công an thi hành nhiệm vụ, lặp lại cách hành xử tàn bạo, bất công như thời của Tây. Dùng quyền lực, thủ đoạn và vũ khí áp chế, hà hiếp dân lành, tiêu diệt những cá nhân hay tổ chức bất đồng chính kiến, dám lên tiếng cho công lý. Công an tiếp tay với bọn côn đồ đàn áp và tước đoạt những quyền lợi căn bản của con người. Đời sống đạo đức suy đồi, người dân thấp cổ bé miệng chịu thiệt thòi trong mọi lĩnh vực. Cán bộ lợi dụng quyền lực chỉ biết tiền để ăn trên ngồi trước. Công lý và tình người bị lãng quên.
Trên thế giới, mỗi quốc gia đều có cảnh sát, bảo vệ, luật pháp, trật tự, an ninh, xã hội. Tại miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, từ thời đệ nhất Cộng Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 1956, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm thay cựu Hoàng Bảo Đại trong chức vụ quốc trưởng, rồi được bầu làm Tổng thống, ký sắc lệnh chia nha cảnh sát và công an Trung phần ra làm hai, nha Cao Nguyên và nha Trung Nguyên. Tại Tổng nha có Sở Trung ương Tình báo, Phòng Tư pháp, Phòng Hành chánh, Phòng Ngoại kiều, Phòng Nhân viên và Phòng Kế toán giữ vai trò quan trọng và hoạt động phối hợp chặt chẽ với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Việc thay đổi từ thực dân sang chế độ Việt Nam Cộng Hòa vì thiếu nhân sự nên phải lưu dụng nhân viên của thời Pháp thuộc nên không tránh được những khuyết điểm của một thời. Ngày 6 tháng 6 năm 1960, bắt đầu làm thẻ căn cước bọc nhựa cho dân chúng. Thời kỳ này, ngành cảnh sát công an có các trung tâm. Một, trung tâm huấn luyện trung cấp thuộc Tổng nha. Hai, trung tâm huấn luyện sơ cấp tại Rạch Dừa, Vũng Tàu. Ba, trung tâm huấn luyện Tam Hiệp tại Biên Hòa. Ngày 13 tháng 11 năm 1961, trong ngành cảnh sát công an có thêm cơ quan phủ đặc ủy Trung ương Tình báo. Ngày 27 tháng 6 năm 1962, ngành cảnh sát và công an hợp nhất và cải tổ thành cảnh sát quốc gia. Ở tỉnh không còn ti công an và ti cảnh sát, chỉ có một ti cảnh sát quốc gia. Hành chánh, lương bổng, tiếp liệu, chuyên môn trực thuộc Tổng nha. Tổng nha cảnh sát quốc gia gồm nhiều sở, nằm trong ba khối chính: khối cảnh sát đặc biệt, khối tư pháp và khối hành chánh. Mỗi khối do một phụ tá tổng giám đốc điều khiển. Cũng trong dịp cải tổ này, một số phòng được nâng lên thành sở và ban được nâng lên thành phòng. Khối cảnh sát đặc biệt chuyên về tình báo và phản tình báo để ngăn ngừa và đối phó với những hoạt động xâm nhập và phá hoại của cộng sản, kể cả lo việc huấn luyện chuyên môn cho nhân viên như tình báo căn bản, tình báo và phản tình báo cao cấp, cán bộ điều khiển, cán bộ sưu tầm, vân vân, có nghĩa là truy, sưu là truy quý vị. Khối tư pháp cấp phát căn cước, tổng văn khố, giảo nhiệm, cảnh sát hành chánh, điều tra tư pháp và ngoại kiều. Ở đây thì Dương thấy có từ giảo nhiệm, đây là cái từ mà thì Dương lần đầu tiên thì Dương nghe đó. Thì Dương xin mời quý cô chú anh chị vui lòng giải thích cho thì Dương từ giảo nhiệm. Thì Dương cảm ơn quý vị. Khối hành chánh, nhân viên, kế toán, tiếp liệu, truyền tin, nội dịch và huấn luyện. Ngày 2 tháng 7 năm 1963, bảy nhà cảnh sát quốc gia được tổ chức tại nhà Trung phần ở Huế, nhà Trung nguyên Trung phần tại Nha Trang, nhà Cao Nguyên Đà Lạt và Buôn Ma Thuột, nhà Miền Đông Nam phần tại Biên Hòa, nhà Tiền Giang Mỹ Tho, nhà Hậu Giang Cần Thơ và nhà Đô Thành Sài Gòn. Năm 1964, ngành hiến binh giải tán, một phần nhân viên được chuyển qua cảnh sát quốc gia, cảnh sát hương thôn, cảnh sát thị xã cũng được chuyển ngạch sang. Ngày 27 tháng 1 năm 1965, quy định việc thành lập đoàn cảnh sát dã chiến tại Tổng nha. Ngày 17 tháng 7 năm 1965 có thêm khối yểm trợ gồm có cảnh sát dã chiến và giang cảnh. Trung tâm huấn luyện cảnh sát dã chiến được thành lập tại Đà Lạt. Cảnh sát dã chiến là thành viên chính yếu trong chiến dịch Phượng Hoàng. Cảnh sát dã chiến phối trí hoạt động từ thành thị cho tới nông thôn có hai biệt đoàn. Biệt đoàn 5 cảnh sát dã chiến có 12 đội tác chiến, được phối trí hoạt động trong khắp các quận của Đô Thành Sài Gòn và tỉnh Gia Định. Biệt đoàn 222 cảnh sát dã chiến là biệt đoàn tổng trừ bị của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, sẵn sàng tăng cường yểm trợ hoạt động cho tất cả các bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia trên bốn vùng chiến thuật.
từ năm 1969 trở về sau. Do nhu cầu yểm trợ chiến dịch Phượng Hoàng, cảnh sát dã chiến ở các tỉnh trên toàn quốc được thành lập. Mỗi tỉnh và thị xã biệt lập có một đại đội cảnh sát dã chiến. Các trung đội được đưa xuống hoạt động ở khắp các quận hành chánh của tỉnh. Mỗi quận được bố trí một trung đội cảnh sát dã chiến. Vai trò của sĩ quan trung đội trưởng không những am tường về luật pháp mà còn phải biết chỉ huy như một sĩ quan bộ binh. Tại Sài Gòn còn có đội cảnh sát bài trừ du đảng, tệ đoan xã hội. Tệ đoan có nghĩa là tệ nạn phải không quý vị? Tại thì Dương, anh chị thấy không? Từ ngữ của thời Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất và đệ nhị nó có những cái từ ngữ mà khi mà lớp trẻ như Thùy Dương dùng tới nó mới mẻ. Thì tệ đoan, thì phân tích cái từ tệ đoan thì Thùy Dương không hiểu. Từng bắt các trên trùm du đảng khét tiếng như Đại Ca Thay, Điền Khắc Kim, bảo vệ đời sống an bình cho người dân. Thành lập Học viện Cảnh sát Quốc gia. Học viện Cảnh sát Quốc gia thành lập 12 tháng 3 năm 1966. Tuyển dụng sĩ quan đào tạo những khóa biên tập viên tú tài 2 và thẩm sát viên tú tài 1 và phải qua một kỳ thi tuyển. Thời gian học tại học viện là 1 năm. Khóa 1 sĩ quan cảnh sát quốc gia khai giảng tháng 3 năm 1966 tại trại Lê Văn Duyệt trong khu biệt khu thủ đô Sài Gòn. Viện trưởng đầu tiên là quận trưởng cảnh sát Đàm Trung Mộc mất ngày 28 tháng 12 năm 1982 tại trại tù cải tạo Hà Sơn Bình. Năm 1969, Học viện Cảnh sát Quốc gia dời về Thủ Đức nằm trên đồi Tăng Nhân Phú. Đến năm 1972, Học viện đào tạo khóa 6 biên tập viên và khóa 6 thẩm sát viên. Từ khóa 4 năm 72, tuyển sĩ quan cảnh sát quốc gia từ 4 vùng chiến thuật có tú tài 2 trở lên phải thi qua các trung tâm như Đà Nẵng, Nha Trang và Học viện Cảnh sát Quốc gia ở Thủ Đức. Mỗi lần tuyển dụng thí sinh dự thi trên 3 hay 4 ngàn người nhưng chỉ nhận 500 hay 250 người. Khóa 8 nhận 1 phần 2 tân tuyển và 1 phần 2 đặc biệt là nhân viên cảnh sát cơ hữu có trình độ. Phải đầy đủ sức khỏe và cao từ 1m65. Bài thi trên giấy có cắt phách qua các đề thi về sử, văn chương có tính cách lý luận về đạo đức cũng như luật pháp. Thí dụ, bạn nghĩ gì về tự do như một dòng nước vỡ bờ? Bài dịch từ Việt ngữ sang Anh ngữ ra khơi của Đoàn Văn Cừ. Thì Thùy Dương đọc tới khúc đó thì quý vị thấy được là để mà vào cái ngành cảnh sát anh chị thì nó không có dễ. Không có dễ. Và anh chị thấy là họ cũng không có xét liên quan gì tới lý lịch ba đời hoặc là tôn giáo cả. Anh chị thấy nó không hề có. Cho nên là Thùy Dương muốn cho các bạn nghe để các bạn hiểu và chúng ta xóa đi những cái sự tuyên truyền nó không có đúng. Và cái sự tuyên truyền đó đã làm cho chúng ta đã hiểu sai về lịch sử quý vị. Về lý lịch điều tra rất cẩn thận, tránh trường hợp như Nguyễn Minh Triết khóa 1, Học viện Cảnh sát bị phát hiện thân cộng. Ông trốn vào bưng hoạt động cho Cộng sản và trở thành Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam. Lần đầu tiên Thùy Dương biết cái thông tin này luôn đó quý vị. Thời gian dự bị sinh viên sĩ quan phải thụ huấn tại Trung tâm Cán bộ hóa công chức ở rừng Chí Linh Vũng Tàu và Trung tâm huấn luyện cảnh sát căn bản Rạch Dừa Vũng Tàu thời gian là 3 tháng. Học căn bản quân sự như tập thao diễn cơ bản, tập bắn, tháo ráp vũ khí, địa hình, đến trung tâm vạn kiếp, bò hỏa lực, đi đoạn đường, chiến binh, rèn luyện tính can đảm, tập điều khiển giao thông. Sau đó được gắn Alpha trở về Học viện Cảnh sát Thủ Đức, học tiếp 10 tháng chuyên môn. Về trình độ học vấn căn bản tú tài 2, nhưng thực tế sinh viên sĩ quan tân tuyển bằng cấp cao hơn đã tốt nghiệp cử nhân luật, cao học hay các chứng chỉ đại học, nhưng ra trường cấp bậc thiếu úy như các trường sĩ quan, không quân,
hải quân, võ bị Đà Lạt, tuổi trẻ làm việc hăng say đúng với tinh thần công, minh, liêm chính, quyết tâm, thề nguyện. Một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh cho dân tộc. Hai, cương quyết thi hành luật pháp quốc gia. Ba, quyết tâm bảo vệ tài sản của đồng bào. Bốn, luôn nêu cao danh dự và trách nhiệm của cảnh sát quốc gia. Năm, lấy công, minh, liêm, chính làm phương châm trong mọi hoạt động. Thì tới khúc này đó quý vị, Thùy Dương tìm đọc lịch sử, Thùy Dương thấy là những người lính của Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất, đệ nhị hoặc là thời Bảo Đại cũng không có để mất đất, mất đai. Nhưng mà sau đó anh chị thì bắt đầu là tới cái chế độ Cộng sản là bắt đầu làm đất, biển và quần đảo dần dần thì nó bốc hơi. Ngoài ra, một sự thay đổi đáng kể trong ngành cảnh sát quốc gia là từ năm 1972. Sĩ quan trẻ ra trường từ Học viện Cảnh sát quốc gia mang cấp bậc thấp hơn thay vì cấp đại úy như trước đây của các khóa đàn anh biên tập viên. Học viện hàng năm có nhiều khóa tu nghiệp chuyên môn. Viện trưởng đại tá Đàm Trung Mộc về Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia, Trung tá Trần Minh Công thay thế làm viện trưởng Trung tá Phạm Công Bạch viện phó, Thiếu tá Ngô Bá Phước liên đoàn trưởng sinh viên sĩ quan và Thiếu tá Quách Trung Chánh liên đoàn phó đã qua đời trong trại tù cải tạo. Lại một người nữa, Cộng sản nó vô là nó bắt anh chị qua đời là do trong đó là anh chị nghe cái video mà trại giam cổng trời đó thì quý vị sẽ thấy được là khi mà tụi Cộng sản nó bắt những người lính này vô trong những cái trại đó thì nó đối xử như thế nào ha. Thì Dương có làm hết rồi đó. Học viện Cảnh sát quốc gia huấn luyện sĩ quan tới khóa 10 và 11. Chưa ra trường thì tan hàng rã đám ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khóa đầu tiên và duy nhất có 50 nữ sĩ quan. Người có cấp bậc cao nhất là nữ thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy, đội trưởng tình báo biệt đội Thiên Nga thuộc khối đặc biệt. Và sau đây là thời kỳ phát triển của Cảnh sát quốc gia. Cuối năm 1966, lực lượng Cảnh sát quốc gia tăng từ 22.000 người lên 72.000 người. Tổng Nha tuyển dụng thêm một số nhân viên ngoại ngạch. Năm 1969, cải tổ ngành Cảnh sát quốc gia, các sở thuộc khối hành chánh được chia ra thành khối nhân huấn và khối hành chánh. Hai khối này sắp xếp lại thành khối huấn luyện và khối quản trị. Trong thời kỳ này, Tổng Nha thay đổi danh xưng của khối yểm trợ thành khối hành quân. Thêm Nha An ninh, Cảnh lực và Trung tâm Bình định và Phát triển. Bảy nha cảnh sát trước đây xếp lại thành bốn vùng chiến thuật và Nha Đô Thành, Sài Gòn. Ngày 1 tháng 3 năm 1971, thành lập Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia, thay Tổng Nha trước đây không còn danh xưng ti hay chi cảnh sát mà theo hệ thống như sau. Bộ Tư lệnh ở 258 đường Võ Tánh, quận Nhì có 6 khối: khối đặc biệt, khối tư pháp, khối hành quân, khối tiếp vận, khối huấn luyện, khối nhân viên và một số đơn vị biệt lập khác. Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia chỉ huy từ trung ương tới địa phương. Bộ Chỉ huy Cảnh sát quốc gia khu 1, 2, 3, 4 và thủ đô. Bộ Chỉ huy Cảnh sát quốc gia tỉnh, thành phố và biệt lập như Đà Nẵng, Vũng Tàu hay các quận ở thủ đô. Bộ Chỉ huy quận ở các tỉnh hay các thành phố biệt lập. Cục Cảnh sát quốc gia ở xã, phường và thành phố. Ngày 22 tháng 6 năm 1971, ấn định cấp bậc, chỉ số lương, cấp hiệu nhân viên, các cấp của lực lượng Cảnh sát quốc gia giống như quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ số lương rất phức tạp theo các bậc thượng hạng, ngoại ngạch, chánh ngạch, lương công nhật. Ngày 1 tháng 3 năm 1972, chuyển cấp bậc biên tập viên Cảnh sát quốc gia, mang cấp đại úy các cấp quần trưởng Cảnh sát quốc gia sang cấp tá. Ngày Cảnh sát quốc gia đầu tiên được tổ chức là ngày 1 tháng 6 năm 1972, khác với ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa là ngày 19 tháng 6. Cảnh phục áo sơ mi trắng ngắn tay, quần màu xám. Năm 1973 thì cảnh phục đổi toàn màu xám.
Cảnh sát dã chiến thì hoa màu đất để đáp ứng với nhu cầu Việt Nam hóa chiến tranh. Nhiều sĩ quan quân đội chuyển sang cảnh sát quốc gia. Họ có cấp bậc cao, nhiều chiến công, giữ những chức vụ cao, nhưng khó khăn khi thi hành cảnh vụ chuyên môn. Sĩ quan tốt nghiệp từ học viện gặp trở ngại làm việc với cấp chỉ huy, võ biện như vậy. Quân đội thi hành trước, khiếu nại sau, nhưng cảnh sát quốc gia ngược lại, luật pháp phải công minh, làm đúng luật, không thể bắt người tra tấn trái phép, bắt người dễ, thả người khó, muốn giam giữ tội phạm. Xét nhà phải có trác của tòa án. Người cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa rất uyển chuyển và nhân đạo trong việc thi hành luật pháp. Người dân phải được bảo vệ và luôn luôn tôn trọng đạo đức, không để xảy ra việc khốn nạn như thời pháp thuộc bắt người dân đánh đập, tra tấn dã man, ép cung, không có đánh cho có. Trước khi ra trường từ học viện sinh viên sĩ quan, đi thực tập ở các cục cảnh sát quốc gia ở Sài Gòn, đi thăm khám Chí Hòa, thấy nỗi khổ của tù nhân. Một sĩ quan đại diện pháp luật thi hành luật pháp quốc gia. Nếu không có lương tâm, thêm một vài câu trong bản cung hại người có thể ở tù nhiều năm. Chắc có lẽ là Thùy Dương đọc lại câu này một lần nữa quá quý vị. Thùy Dương đọc lại câu này một lần nữa nha quý vị. Trước khi ra trường từ học viện sinh viên sĩ quan, đi thực tập ở các cục cảnh sát quốc gia ở Sài Gòn, đi thăm khám Chí Hòa, thấy nỗi khổ của tù nhân. Một sĩ quan đại diện pháp luật thi hành luật pháp quốc gia. Nếu không có lương tâm, thêm một vài câu trong bản cung hại người, có thể ở tù nhiều năm. Thì ở đây đó là anh chị thấy rằng là cái giá phải trả nếu người cảnh sát đó, sao anh chị đối xử sao anh chị bất công với tù nhân, thì cảnh sát đó sao anh chị sẽ bị trừng trị chứ không có được bao che. Thấy khác rõ ràng không quý vị? Người cảnh sát quốc gia được đào tạo, hãy gieo hạt giống tốt vào tâm của mình. Đó là hạt giống của sự mẫu mực, công, minh, liêm, chính. Trường hợp tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn tù binh Nguyễn Văn Lớp trên đường phố bị phóng viên Adia Adams đoạt giải Pulitzer 1969 chụp hình đưa ra công luận thế giới. Cuộc đời của ông thân bại danh liệt, nhân viên cảnh sát thi hành công vụ. Khi phải nổ súng, không nhất thiết phải bắn chết đối tượng. Chỉ bắn chỉ thiên để trấn áp, nếu hung thủ nguy hiểm, có thể bắn vào chân tay và triệt hạ mà thôi. Cái chỗ này là chúng ta đã thấy chúng ta thua Cộng sản rồi. Một bên là quá quân tử, một bên là tiểu nhân. Anh chị thấy anh chị chơi làm sao? Làm sao lại? Bây giờ một cái người, một con người trí thức nói chuyện là dẫn luật ra, anh chị nói chuyện với một cái người giang hồ, nói chuyện ngang, nói chuyện rừng rú, anh chị nói chuyện được không? Đó là cái bất lợi của gì? Của cảnh sát quốc gia. Bất lợi rõ ràng. Thằng Cộng sản là không cần biết gì hết. Cái điều đó nó đã có từ trong cái luật cải cách ruộng đất rồi. Nó lập ra cái tòa án nhân dân, anh chị, cái tòa án nhân dân lưu động ở ngoài trời. Và cái tòa án đó anh chị là không cần phải người ta có tội gì nó cũng xử luôn. Còn cái này là phải có trác tòa, nếu mà muốn lục soát nhà người ta làm gì anh chị? Luật lệ đàng hoàng. Anh chị thấy nhiêu đây là chúng ta đã thấy chúng ta thua Cộng sản rồi. Học viện cảnh sát thành lập từ năm 1966 tới năm 1975. Trong vòng 9 năm đào tạo, chưa đủ các cấp chỉ huy thi hành luật pháp phục vụ cho quốc gia. Quân số ngành cảnh sát quốc gia 130.000 người. Chỉ huy cao cấp nhất của Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia là Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình và Học viện Cảnh sát quốc gia Đại tá Trần Minh Công. Hai người này đều bỏ nhiệm sở trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chuẩn tướng Phó Tư lệnh Bùi Văn Nhu tử thủ bị chết trong trại tù. Các chức vụ cao cấp trong ngành cảnh sát quốc gia từ Trung ương đều là những người từ quân đội chuyển sang. Chỉ huy 4 quân khu cấp bậc cao nhất là đại tá, tỉnh cấp trung hay là thiếu tá, sĩ quan cảnh sát làm việc trong văn phòng, không đứng gác đường như hiện nay ở Việt Nam.
Cộng sản thu ghét chiến dịch Phượng Hoàng. Kế hoạch phân ô từng bắt đám cộng sản nằm vùng, cơ sở hạ tầng, điệp viên cao cấp nguy hiểm như Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng, trường hợp Phạm Xuân Ẩn. Cảnh sát đặc biệt theo dõi biết ông Ẩn là điệp viên cộng sản nằm vùng, nhưng cơ quan CIA không cho phép bắt vì y cộng tác với họ, có nghĩa là điệp viên nhị trùng. Sau năm 1975, cộng sản thăng thiếu tướng cho ông Ẩn để trả ơn, có công làm khuyển mã, làm tướng không có quân, còn bị cô lập không được tiếp xúc với phóng viên nước ngoài. Ở nhà nuôi chim cho đến lúc qua đời trong quên lãng. Sau 30 tháng 4 năm 1975, tại Cần Thơ, cộng sản tử hình những người không chịu bỏ súng đầu hàng như đại tá Hồ Ngọc Cẩn, tỉnh trưởng Trương Thiện và trung tá Võ Văn Đường, chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia. Đại úy Lê Văn Bé thám sát. Sĩ quan cảnh sát dù mới ra trường phải gỡ lịch ít nhất 3 năm. Cái khúc này có nghĩa là anh chị là cái sự trả thù của cộng sản đối với những người cảnh sát đó anh chị. Thì ngành đặc biệt tình báo thì lâu hơn là 7 năm. Cựu thiếu tá tổng hội trưởng Phan Tấn Ngưu khóa 1, biên tập viên năm 1966 là 9 năm công vụ, phải ở tù 17 năm và nhiều thiếu tá khác cùng số phận. Trải qua những năm tháng gian khổ, đói rét, thiếu thốn đủ thứ và tinh thần luôn luôn bị đe dọa. Một số chiến hữu cảnh sát đã ra đi vĩnh viễn, một số may mắn hơn sau khi ra tù, vượt biên tìm đến bến bờ tự do, hiện đang định cư ở nhiều nước trên thế giới. Thì Dương không biết là trong cái kênh của Thì Dương thì có được may mắn là có sự có mặt của các vị đã từng làm cảnh sát không ạ? Thì Dương nhớ là có, tại vì Thì Dương có nhận được một vài email thì các bác có giới thiệu mình. Có. Một số đồng sau cùng đi theo diện HO đến định cư rải rác trên các tiểu bang của Hoa Kỳ. Con cháu của cảnh sát quốc gia cũng như quân đội, công chức của Việt Nam Cộng Hòa không bị phân biệt lý lịch là ngụy theo học các trường đại học nổi tiếng tại Mỹ, thành đạt trên mọi lĩnh vực. Định cư đời sống ổn định, đến năm 2000 thì thành lập Tổng hội Cảnh sát quốc gia. Cũng như các liên hội cảnh sát quốc gia khắp nơi trên thế giới, tạo sức mạnh để cho cộng đồng người Việt hải ngoại hầu hỗ trợ cho sự đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Để các nhà đấu tranh dân chủ trong nước có thêm niềm tin và sức mạnh đương đầu với tập đoàn cộng sản, hèn với giặc, ác với dân. Tổng hội Cảnh sát quốc gia minh xác rằng, minh xác là xác minh đó quý vị, minh xác rằng Tổng hội không phải là một bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia lưu vong và hoàn toàn không có mục đích trở về đóng một vai trò nào trong chính quyền mai hậu. Trong tinh thần tương thân tương trợ hàng năm tham gia Đại nhạc hội cảm ơn anh với các hội đoàn thiện nguyện, hội HO và liên hội cựu chiến sĩ với sự hỗ trợ của các trung tâm ca nhạc, tổ chức gây quỹ gửi về trợ giúp thương phế binh Việt Nam bị bỏ quên, sống trong xã hội thiếu tình người, với tấm thân tàn phế phải lê lết trên khắp đầu đường xóa chợ. Thì đây anh chị là phần note lại, phần ghi chú lại, ghi xuống để cho những lớp trẻ như Thùy Dương đọc và kể lại hoặc là chia sẻ đến những người khác. Thì anh chị thấy là trong cái nội dung mà Thùy Dương chia sẻ đó là họ không hoàn toàn, họ làm bởi vì cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của họ. Họ làm bởi vì sao anh chị? Bởi vì quê hương Việt Nam, đất nước Việt Nam là cái quê hương của họ. Chứ họ không làm vì đảng hoặc là không có sống và học tập theo gương của một cá nhân nào. Anh chị thấy không? Miễn rằng sống và học tập làm theo đúng luật pháp của quốc gia và bảo vệ quyền lợi của người dân. Nó chứ còn không có phải là sống và học tập theo gương Hồ Chí Minh. Đó. Thì chế độ đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa hay là đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa thì anh chị thấy là họ cũng đều như vậy. Sống và làm việc, phục vụ và làm đúng cái trách nhiệm của mình đối với người dân. Người dân là quan trọng. Làm sao để người dân an tâm và tin tưởng vào cảnh sát quốc gia. Nhưng mà cái khổ ở đây là mình là một cái con người sao anh chị đường đường chính chính. Mình làm cái gì cũng đường đường chính chính hết. Và mình làm cái gì cũng phải có lý cái tình. Đối với Thùy Dương, nếu mà Thùy Dương đứng đây Thùy Dương gây gỗ với một cái kẻ mà nói ngang nói bướng anh chị, thì anh để anh chị đứng ngang bướng với nó.
Thường thường á, là mình chọn cái cách gì? Một là mình im lặng, hai là mình bỏ đi. Nhưng mà trong cái cuộc chiến thì mình bỏ đi thì sao anh chị nó cũng bắn mình chết, đúng không? Mình im lặng mình cũng thua, mình bỏ đi mình cũng thua. Nhưng mà nếu mà nói về cái cách để mình nói gian, nói ngang nói ngược là mình thua nó rồi. Mình còn phải chờ qua nó biết cái của mình, nó đối với mình nó là cái ưu điểm. Ví dụ như một ai đó mình bắt một ai đó, mình phải có một cái phiên tòa xét xử đàng hoàng. Nếu có công thì thưởng, có tội thì phạt. Còn nó thì anh chị nó biết rằng bên mình như vậy, còn bên nó không à. Nó xử ngang vậy, nó giấu, đúng không? Nó có cái cách anh chị, thì cho nên khi mà cộng sản nó nắm quyền, nó lãnh đạo, thì anh chị nhìn thấy con người bây giờ không? Nó thủ đoạn không? Thủ đoạn gian manh và gian ác không? Tại vì anh chị, cái bản chất của thằng cộng sản nó như vậy, thì bây giờ nó nắm quyền thì bây giờ cái xã hội Việt Nam nó ra như vậy. Chứ còn nếu không anh chị, thì anh chị nhìn cái người mà người miền Tây á, thì Dương nói chính xác, thì Dương người miền Nam thì Dương không biết, tại thì Dương không có ở ngoài Đà Nẵng, thì Dương không có ra khu vực ngoài xa xa hơn. Nhưng mà đặc biệt về miền Tây anh chị thấy, trời ơi, họ như một cái trang giấy trắng vậy đó, họ trắng tinh, họ không có một cái mưu mô gì hết á. Họ tại vì họ đơn giản quá mà quý vị. Tôi đi ra ngoài mương cái tôi bắt con cá, là tôi lên tôi nấu canh tôi ăn rồi, tôi hái nấm rau luôn. Có cái gì đâu mà người ta phải phải bon chen, người ta đâu có bon chen, người ta đâu phải gặp những cái người mà phải đối phó với những con người thủ đoạn, họ chưa có va chạm, họ sống mãi ở vùng quê vậy anh chị, họ không có gặp những cái sự lừa lọc đó. Cho nên bây giờ mà những ai mà gặp họ là lừa họ được liền, nói họ là họ nghe được liền, họ nghe dụ là họ nghe liền. Trên cái người mà miền Tây anh chị, là cái đó là sao anh chị, là cộng sản nó đã dùng, nó đánh vùng nông thôn lên thành thị, mà tụi cộng sản thì nó mưu mô thủ đoạn rồi anh chị. Tại sao người ta không thích người Bắc? Tại vì người Bắc miệng mồm ghê quá, miệng mồm dữ quá, thủ đoạn quá, khéo quá, cái khéo nói chuyện quá, mà cái khéo đó là cái khéo của sự tính toán, cái khéo đó là có một cái âm mưu trong đó. Còn người miền Tây hoặc là người miền Nam, người miền Tây đặc biệt, người miền Tây anh chị thì họ không có. Ngày trước đó họ không tính toán nhỉ. Đi qua mượn lon gạo thì cho mượn lon gạo, đi qua muốn mượn nước mắm thì mượn cho miếng nước mắm, rồi bây giờ qua hỏi mượn tiền 50 ngàn có móc ra cho mượn rồi nhớ trả nha, vậy thôi. Chứ họ cũng không có nghĩ rằng tôi cho mượn rồi chừng nào trả tôi rồi này kia kia nọ. Họ không hề có một cái toan tính nào, họ không hề có một cái thủ đoạn nào hết, họ rất là khác. Nhưng mà con người của Thùy Dương thì không giống họ. Tại sao? Ngày trước khi mà Thùy Dương chưa có rời khỏi cái nhà của mình để lên trên Sài Gòn thì con người của Thùy Dương giống như họ. Nhưng mà khi mà Thùy Dương lên trên Sài Gòn rồi, Dương hội nhập với đời sống ở trên đó đủ mọi thành phần hết, thì ngày hôm nay trong Dương không còn là hồn nhiên vô tư nữa, mà lúc nào cũng phải gì anh chị, đối phó và đề phòng. Tại vì Thùy Dương đã trải qua rồi, đi qua nhiều cái ổ gà rồi, té hoài. Mình ngây thơ quá, mình hiền, mình khờ khạo quá. Và cứ mỗi lần vấp té như vậy thì nó cho mình một bài học kinh nghiệm. Và cái giá mình phải trả thì có thể có cái là mình trả không nhiều, nhưng có những cái giá mình trả rất là đắt. Và những cái bài học kinh nghiệm đó anh chị, nó làm cho mình sao anh chị dày dặn kinh nghiệm hơn. Và Thùy Dương cũng không còn là một cô bé đồng quê, một cô bé bé quê mùa nữa, mà Thùy Dương bây giờ là một cái người mà giờ quăng đi đâu Thùy Dương cũng sống được. Thủ đoạn gì anh thủ đoạn cất bằng tôi không, ví dụ vậy. Thì vì vậy cho nên anh chị, sống trong cái xã hội mà cộng sản nó nắm quyền đó, thì con người ta không thể nào chân thật được, con người ta không có thể mà sống mà đối xử một cách bình thường mà không nghi ngờ, không đề phòng với nhau. Họ luôn luôn đề phòng. Tại vì có những cái món đồ mà nhiều khi ở chung nhà để đó lắc hồi mất hỏi tới cái bắt đầu tôi mới lấy, tôi mới lấy, nó rất là phiền. Bởi vì cái bản chất của thằng cộng sản như vậy, mà bản chất của những cái con người, và đặc biệt là những con người cầm cân nảy mực, ví dụ những người cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, mà so với những cái tay mà gọi là công an Việt Nam thì anh chị là một trời một vực, một người trên trời một người dưới đất, nó khoảng cách nó như vậy thì mình so sánh bằng kiểu nào? Cho nên Thùy Dương nói là mỗi lần Thùy Dương nói về hình ảnh của người Việt Nam Cộng Hòa, người lính Việt Nam Cộng Hòa hoặc là người công gọi là người gọi là bộ đội, anh chị họ nói trời có gì đâu so sánh, tụi cộng sản nó có gì đâu so sánh, chỉ có cái sự tàn ác thôi. Mà rõ ràng anh chị nhìn thấy không, không phải là vua đũa cả nắm, nhưng mà cái sự lãnh đạo của thằng cộng sản nó đã làm cho cái đất nước của mình bây giờ sao anh chị, loạn lạc đến một cái mức rất là thê lương quý vị. Thì cái mục đích của Thùy Dương làm đó là để chúng ta có thêm thông tin về những gì mà người cảnh sát quốc gia họ đã làm. Họ đã làm dựa trên cái gì? Dựa trên luật pháp quốc gia, chứ họ không làm, và họ làm dựa trên cái quyền lợi của người dân, họ làm dựa trên cái sự công bằng mà luật pháp quy định, nó áp dụng cho tất cả mọi người.
Còn còn cộng sản thì sao? Ngày hôm nay anh chị thấy rồi đó, luật pháp nó đâu có dành cho người dân đâu quý vị. Video ngày hôm nay quý vị Thùy Dương gói gọn trong cái nội dung là cảnh sát quốc gia họ đã làm gì và họ làm dựa trên cơ sở nào, họ phục vụ vì ai, lý tưởng của họ là gì nha quý vị. Và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đời sống của họ ra làm sao. Rồi, Thùy Dương cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi nội dung này. Và Thùy Dương hy vọng rằng những cái phần chia sẻ của Thùy Dương sẽ giúp lịch sử được vén màn một phần nào đó. Rồi, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.